Hello xin chào tất cả các bạn à, chúc các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai cái mẫu xe Jupiter để cho các bạn tham khảo nha cũng cùng tên gọi là Jupiter nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn về ngoại hình nha các bạn à, mẫu xe Jupiter Y và mẫu xe Jupiter -Fi. À, mình sẽ quay cái mẫu xe Jupiter Y cho các bạn tham khảo trước nha thì à, nói về mẫu xe Jupiter Y nó có một phiên bản thôi các bạn à, và nó có bốn màu mới nhất hiện nay đó là màu đen mình đang quay cho các bạn nè kế bên là màu bạc đen nữa các bạn màu đỏ đen và màu xám đen nó có tất cả là bốn màu mới nhất hiện nay còn mẫu xe Jupiter Fin á thì mình sẽ lên sau mình sẽ nói cho các bạn tham khảo nha là mình sẽ quay mẫu xe Jupiter FI trước nha các bạn mẫu xe Jupiter FI thì nó thể thao các bạn nó bầu và thể thao nghe các bạn cái ốp sườn sau thì nó rút nhọn nó kéo ngược gì sau và cái phần pha đèn đèn hậu sau á thì nó cũng được rút nhọn lên cao nữa các bạn mẫu xe Jupiter FB thì nó nghiêng về thể thao hơn các bạn. Pha đèn trước thì vẫn sử dụng là bóng đèn halogen các bạn. À, còn cái trái đèn pha là được tách rời, à, chia làm hai hai ô các bạn. Nhưng mà nó chỉ sử dụng một bóng đèn thôi các bạn. À, nói về mẫu xe Jupiter á, thường á, thì các bạn hay gọi là đèn mắt cú các bạn. Mặt nạ trước thì được phối cái logo Yamaha. À, và nó có hai cái ốc hai bên này các bạn. Khi mình bắt nạ vô á mình siết nó không có bị rung nha các bạn. À, nó có bát ở trong các bạn. Và cái kiểu dáng của Jupiter Pi á thì uh, nó bầu cong nha các bạn. nó cái kiểu mà bầu tròn đó các bạn và nhọn. Còn uh, có hai góc hốc ốc trước để uh, mà khi mình bóp còi á trong đó có còi các bạn, mình bốc còi nó qua ngang các bạn mặt nạ trước thì các bạn thấy không nó như hình số 3 các bạn gồm mặt nạ nè Qua hai cái phần yếm hai bên nó bầu nó vuốt về hai bên các bạn đây mình sẽ quay cận cảnh, cảnh phía trước cho các bạn tham khảo nè màu mình đang quay cho các bạn đó là màu đen các bạn màu đen nhám à, phối với đen bóng còn dàn chân của Jupiter thì khá là cứng luôn các bạn tất cả các mẫu xe số À, cao cấp chỉ có Jupiter là dàn chân nó là cứng nhất luôn các bạn Phuộc các bạn thấy không Phuộc trước khá là to luôn và trước là hai bên tông đĩa thì à, sử dụng để thể thao này các bạn các bạn nhìn cái phuộc không nhìn là biết lực các bạn và tất cả các phiên bản của Jupiter đều là bánh mâm hết nha bạn nền trước của xe Jupiter là sử dụng đèn à, 17 nhân 1.4 nha các bạn còn lớp trước thì à, sử dụng lớp 70 90 17 à, sử dụng lớp Inu nha các bạn gai uh, nhĩn các bạn, cái bánh trước của uh, xe Jupiter này các bạn nhìn khá là 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 lực các bạn, nhìn dàn chân của Jupiter thì uh, cực kỳ là đầm luôn. Uh, tất cả các mẫu xe số bộ xong cũng như mỗi xe cái số cao cấp thì uh, Jupiter nó đứng hàng đầu về uh, ngoại hình dàn chân về động cơ nha các bạn. Đây mình sẽ quay sát cho cái phần uh, nắp đầu bò trước cho các bạn xem nè, đó. Fi là xài cái uh, con lăn các bạn còn gọi là bạc đạn các bạn cho nên cái nắp đầu nó sử dụng là nguyên cái nắp đầu bự các bạn đó các bạn dễ cái nắp đầu này nó dễ đôi khi mình chỉnh cò chỉnh đồ rồi nó cũng dễ thao tác nữa các bạn mẫu xe Jupiter FI là sử dụng các chân bạc các bạn như những cái mẫu xe Exeter 135 5 số như các bạn động cơ của Jupiter là động cơ 4 thì hai quan sử dụng động cơ ở đâu làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử các bạn khá là là bền luôn và tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn. ở mẫu xe Jupiter thì uh, sử dụng cái lọc nhớt uh, gợi quạt bạn. Uh, uh, khi mà các bạn uh, mua xe mới thì lần đầu tiên là 500 cây, lần sau là ba lần thay nhớt thì các bạn thay lọc nhớt một lần nha các bạn nhớ lưu ý nhé, nhớ thay lọc nhớt để tránh trường hợp mình để lâu ngày á, nó bám bẩn nhiều á, nó lọc nhớt không tốt đó các bạn. ngoại hình của Jupiter thì uh, khá là đẹp luôn các bạn, vừa cứng cáp nè, đẹp à giới thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu, động cơ lại bền luôn các bạn. Cuộc sau thì à, sử dụng cuộc giảm trắng có bình dầu nè các bạn. Chỉ có mẫu xe Jupiter là mới sử dụng Cuộc bình dầu đó các bạn, còn tất cả các mẫu xe số phổ thông thường á thì à, sử dụng cuộc à, lò xo thôi, không có dầu, bình dầu các bạn. Thông số à, mâm sau á là 17 nhân 1.6 các bạn. Lớp sau của xe Jupiter là lớp 80 90 17 các bạn, sử dụng lớp lớn lớp trước là nhỏ lớp sau là lớn lớp trước là 70 lớp sau là 80 các bạn đèn hậu thì được làm khá là to luôn nguyên cái khối đèn hậu lớn và được rút nhọn về sau luôn đây nó rút nhọn lên cao luôn các bạn cho nên cái mẫu xe Jupiter nó nghiêng về thể thao hơn nhé mình sẽ quay một vòng cho các bạn tham khảo về mẫu xe Jupiter rồi mình sẽ lên cái mẫu xe Jupiter Fit một cái mẫu màu mà hầu như là tá nhiều anh em thích luôn ở mẫu xe Jupiter Fit luôn các bạn ở mẫu xe Jupiter vẫn sử dụng là chì phá dẹp các bạn ở bốn trong một mở phá nè phá cổ mở từ mở yên luôn mở yên trước nha các bạn phần yếm thì được làm yếm bầu khi mình chạy á, thì mình ngồi lên nó hai cái phần yếm này nó sẽ che chắn phần đầu gối mình các bạn và à, khi mình chạy nước với sình với cả bụi trước nó không có bắn lên cái phần hậu quần trước mình các bạn đây mình sẽ mở cốp cho các bạn xem nè cốp xe của Jupiter thì nó nhỏ thôi các bạn không để được à, cái mũ bảo hiểm nửa đầu nhé à, đồng hồ vẫn sử dụng là đồng hồ cơ analog các bạn hiển thị à, đầy đủ tính năng như là báo số nè km báo xăng và đèn báo lỗi hệ thống FI các bạn. Tất cả các tính năng luôn. Và mẫu xe Jupiter vẫn có nút tắt đèn nha các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Sử dụng đi làm, đi chơi hoặc mình có thể chở hàng đều được nha các bạn. khá là bền và kiểu dáng lại đẹp nữa các bạn. Mình sẽ quay cái mẫu Jupiter Fin cho các bạn tham khảo nha. Còn về mẫu xe Jupiter Fin đó thì cái độ cao yên nó nó cao hơn mẫu xe Jupiter FI một tí các bạn à, Jupiter FI là 765 còn à, Jupiter Fin là 775 mm các bạn nhìn cái dáng nó hơi cao hơn một tí các bạn à, mẫu xe Jupiter Fin đó, thì nó bầu nó bầu kiểu dáng bầu các bạn cũng cùng tên gọi là Jupiter nhưng nó khác hoàn toàn nhiều ngoại hình các bạn màu mình đăng lên cho các bạn đó là màu xám xi măng một cái mẫu màu mà hầu như được nhiều anh em ưa chuộng nhất ở cái mẫu uh, xe uh, Jupiter Fin và mẫu xe Jupiter Fin á thì nó có tất cả là hai phiên bản cho các lựa chọn ở phiên bản tiêu chuẩn ở phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn các bạn phiên bản cao cấp là mà cái dây màu nâu mình đang lên cho các bạn nè phiên bản tiêu chuẩn là dây màu đen nha và một cái đặc biệt nữa mà tất cả các mẫu xe số uh, phổ thông có là phần UBS các bạn được trang bị trên mẫu xe dùng cơ phanh kết hợp khi các bạn phanh bên sau thì nó căng thì cái lực phanh, phanh trước luôn cho nó an toàn hơn các bạn và cái phần bô của Jupiter Fin cực kỳ là im luôn à, chuẩn Ego 3 mà cái tiếng bô các bạn nghe cực kỳ là hay nó thông và nó giòn nha các bạn và cái mẫu bô cổ bô nó cũng to hơn luôn các bạn vẫn là bánh mâm các bạn ở mẫu xe Jupiter Fin ấy, với mẫu xe Jupiter Y là mâm dùng chung nhưng nó khác về cái lớp các cái lớp của xe Jupiter Fin đó sử dụng là lớp Maxxis các bạn còn là lớp của xe uh, Jupiter Y là sử dụng Inu đây chữ Jupiter mà gom khá là đẹp luôn các bạn tem nổi các bạn chữ Jupiter là cái tem nổi ở mẫu xe Jupiter Finn à vẫn là động cơ 115 cc, 4 thì 2 van, à, sử dụng động cơ DOHC và làm mát bằng không khí, à, sử dụng một cái hệ thống là phun xăng điện tử các bạn à, cho cái à, lượng tiết kiệm xăng tối đa luôn các bạn. Mẫu xe Jupiter Finn thì à, các bạn có à, 7 sự lựa chọn. 7 8 màu luôn các bạn, như phiên bản cao cấp thì nó có hầu như là 5 6 màu hay gì các bạn. Màu xám xe băng mình đã quay cho các bạn nè, màu trắng nè. À, màu à, xám nhám nè màu bạc nè các bạn và màu xanh nữa các bạn mẫu uh, xe Jupiter fin đó thì uh, nó có những cái tiền dụng nhưng mà dần chân nó thì uh, không bằng uh, mẫu xe Jupiter B của bạn như là cớp gọng nè có học đồ trước cho uh, các bạn để những cái đồ tiện nghi hơn thì uh, mẫu xe Jupiter Fin đó, thì nó trung tính nó thích hợp cho cả nam lẫn nữ luôn các bạn tại vì cái mẫu xe nó bầu nó không có thể thao nha các bạn và tất cả các phiên bản của jupiter uh, fin uh, cũng là bánh mâm hết các bạn cái uh, xe jupiter fin nó phối liền lắm các bạn một màu một thôi từ ở phiên bản cao cấp thì một màu thôi các bạn như là màu uh, xám xi măng thì phối nguyên xe là màu xám hết chỉ có riêng là cái mũ nhám là cái màu sám à, sám thôi các bạn màu nâu thôi các bạn còn mũ bóng là có một màu hết các bạn cho nên mình nhìn cái xe nó liền và nó cứng cáp hơn và đặc biệt à, mẫu xe jupiter film vẫn sử dụng là bóng halogen các bạn nhưng mà pha đèn là pha đèn một khối chứ không có mắc cú như mẫu xe jupiter chi uh, đôi các bạn cực kỳ là đẹp luôn các bạn à, riêng một cái nữa mà mẫu xe hai cái mẫu xe này á thì à, có những cái tiện dụng về mỗi mẫu xe thì nó có một cái tiện dụng riêng các bạn cho nên nó mình hay quay lên từng cái mẫu xe để cho các bạn tham khảo và mình lựa cái mẫu xe mà mình sử dụng tốt nhất. với thứ hai á là nó hợp giá cả nữa các bạn. Mẫu xe Jupiter Fin thì nó rẻ, mẫu xe Jupiter FI một tí các bạn, nó trên lệch với nhau tầm khoảng 2 triệu đổ lại thôi các bạn hai cái mẫu xe này cho nên các bạn thích mẫu nào mình cứ chọn mẫu nấy thôi ở mẫu xe Jupiter Fin này á, là phiên bản cao cấp nó là 28 triệu 500 còn phiên bản tiêu chuẩn là 28 triệu còn mẫu xe Jupiter Fi là 30 triệu 500 các bạn giá đó là chưa biển nha các bạn